Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Nó là Thương, một cô bé mồ côi, mới chỉ có chục tuổi đầu mà mẹ đã chết, còn cha là ai thì cũng không biết. Ngày còn nhỏ nó toàn theo mẹ đi lấy hoa ở chợ Quảng Bá rồi vào Hà Nội bán lẻ. Nó được mẹ chở trên chiếc xe đạp cà tàng và ngồi vắt vẻo đằng trước, còn mẹ chở hoa đằng sau. Vì nhà chỉ có hai mẹ con nên dĩ nhiên mẹ phải cho nó theo cùng. Đến tận năm học lớp 1, nó mới không phải đi theo mẹ nữa. Bản thân vất vả mưu sinh nên mẹ chỉ gửi nó học một buổi, đến trưa đón về. Vì vậy cứ phải sấp ngờ bán hoa cho cố hết buổi sáng để căn đúng 11 giờ trưa là phải có mặt ở cổng trường đón con đi học về. Thường ít khi mẹ đến trễ, nhưng cũng có buổi hoa ế, mẹ phải vào sâu trong nội thành nên về muộn. Lúc ấy một mình chơ vơ, ở cổng trường với bác bảo vệ. Nó biết nhà nó nghèo, mẹ con nó phải ở nhờ trong một góc chợ hoa. Được cái ban quản lý chợ cũng thương hoàn cảnh đặc biệt của mẹ con nó mà đồng ý cho ở tạm. Thành ra nó đã quen hết mọi người ở đây. Tuy nhỏ tuổi, nhưng nó là người hiểu chuyện và rất ngoan. Cứ những lúc nghỉ học, nó lại lân la ra ngoài để quét dọn phụ với mấy người bán hàng ở đấy, nên ai cũng quý và thương. Có gì ngon là họ lại để dành cho nó. Nhiều lúc nó thấy tủi thân vì không có bố như là chúng bạn. Bạn bè thường được bố mẹ chở đi chơi hay đi học, nhưng nó thiếu hẳn đi một nửa. Mẹ phải bù đắp cho nó cái phần thiếu thốn ấy. Và cái thân hình mảnh mai của mẹ có phải gồng lên làm bố. Vừa làm mẹ thì nó lại thấy mẹ nó thật tài giỏi và thương mẹ vô cùng. Mẹ làm được tất cả mọi việc, chẳng nề hà chi kể cả bốc vác, mà có ai thuê cũng làm để có tiền nuôi nó ăn học. Trong mắt nó, mẹ là một siêu nhân. Nó nhớ có lần hai mẹ con đang ngủ thì có một kẻ say rượu mò vào sàm sỡ mẹ, và mẹ nó đã dùng cây gậy thủ sẵn đập cho kẻ đó một trận tơi bời và gọi bảo vệ đến. Từ ngày đó chẳng có kẻ nào dám liều lĩnh giở trò với mẹ nữa. Mấy cô mấy bác trong chợ hoa toàn kháo nhau những câu đại loại mà nó nghe được rằng mẹ nó đẹp, chính vì đẹp nên mẹ mới khổ. Họ bảo hồng nhan bạc phận. Họ nói có thể nó được sinh ra từ một cuộc tình đẹp mà cha nó đã ruồng rẫy và không chịu cưới mẹ. Họ cũng có khi vì nó là con gái nên nhà bố nó không đồng ý cưới và mẹ đã bỏ nhà ra đi để đỡ phải nghe tiếng gièm pha của dân làng và sự chỉ trích của ông bà. Thực ra nó đã được về quê bao giờ đâu. Mọi lần nó đòi thì mẹ bảo khi nào lớn mẹ sẽ cho về quê. Nó nghe bập bõm, quê mẹ ở Hưng Yên. Nó chỉ biết như vậy thôi. Song cuối cùng cái mơ ước nhỏ nhoi đấy đã chẳng bao giờ thực hiện được, vì mẹ cũng đã không còn nữa. Lời hứa năm ấy đã bay về trời rồi. Tuy không có điều kiện bằng chúng bạn, nhưng nó học rất giỏi. Năm nào cũng đứng nhất lớp. Các bạn ngưỡng mộ về thành tích học tập của nó lắm. Xong nó biết, đó là khi học thôi. Còn vào giờ ra chơi, các bạn lại nhìn nó với một ánh mắt lạ lẫm, xen lẫn sự thương hại. Vì nó chẳng có gì cả. Quần áo cũng chỉ có những thứ rẻ tiền. Nó không có đồ đẹp như chúng bạn, vì mẹ nó nghèo. Trước khi đi học, cũng chỉ được mẹ rang cơm cho ăn, thi thoảng mới được mua đồ ăn sáng, vì mẹ làm gì có tiền. Nó biết vậy nên không dám đòi hỏi, vì nó thương mẹ. Năm nó đang học lớp 5 thì có kỳ học sinh giỏi toán của quận và nó đã được chọn đi thi. Ngay từ sáng sớm, mẹ đã mặc cho nó bộ quần áo đẹp lắm. Mẹ mua cho một phần bánh quấn nhân thịt và đưa nó đến trường cho cô chủ nhiệm dẫn đi. Mẹ dặn là phải cố gắng thi tốt, giờ trưa mẹ sẽ đến trường để đón về. Nhưng nó không ngờ đó là lần cuối cùng nhìn thấy mẹ. Buổi sáng đỉnh mảnh ấy đã cướp mất mẹ của nó. Nó vĩnh viễn mất mẹ từ ngày hôm ấy. Chuyện là khi thi xong, cô giáo chủ nhiệm lại chở nó về trường để chờ mẹ như mọi khi. Nhưng nó cứ đợi hoài đợi mãi, vẫn chẳng thấy mẹ đến đón. Tận 12 giờ trưa mà nó vẫn đứng chơ vơ ngoài cổng. Bác bảo vệ thấy thế lên la ra hỏi, nhưng nó chỉ nói rằng mẹ đi bán hoa và chưa có về. Đành phải đợi thêm vậy. Nhìn ánh mắt mong mỏi của nó, bác lắc đầu thương cảm.
Nhưng rồi đến tận chiều, bác mới gọi điện cho cô giáo. Cô đi ra nhìn thấy nó cứ ôm cặp chở mẹ, liền đưa nó vào phòng giáo viên và cho ăn trưa. Đến 1:30, khi các học sinh học bán trú chuẩn bị vào tiết học mới, thì cô giáo nhận được điện thoại của bảo vệ gọi xuống. Được một lát cô đi lên, bác thấy cô ôm lấy nó, mắt ngấn lệ, nghẹn ngào và nói đứt quãng. Để cô đưa con về, khổ thân con. Lúc đó nó chưa hiểu gì cả, cứ nghĩ mẹ bận nên nhờ người nhắn cho cô, nên lại ngoan ngoãn ngồi sau xe cho cô trở về. Đến đầu chợ, đã thấy người ta túm năm tụm ba. Nhìn thấy nó, họ ào cả lại, mỗi người một câu nói với cô chủ nhiệm. Tội nghiệp quá cô ạ, mẹ nó chết rồi, thương tâm lắm. Cả cái xe ben nó đè vào người, công an vẫn đang lập biên bản và chờ người nhà. Cô giáo đưa tay ngăn người kia lại, ra ý bảo đừng có nói nữa, nhưng họ không hiểu. Hay đã chắc nhỡ mồm nên cứ thế là tuôn ra tiếp. Nó nghe hết câu nói thì nhảy ngay xuống xe, bám lấy áo một bà rồi nếu máu hỏi. Bác Lan ơi bác Lan, mẹ cháu đâu rồi? Lúc này mọi người mới sững sờ và quay ra ôm lấy con bé, xoa đầu nó và bảo. Nín đi con, mọi người thương con lắm. Con đừng có khóc nhé nhé. Nhưng nó vẫn cứ gào lên thảm thiết. Mẹ cháu đâu rồi? Cháu muốn tìm mẹ. Cô ơi, chở con đến chỗ mẹ. Con muốn đến với mẹ. Cô giáo nhất thời chưa biết nói sao thì bác bảo vệ lên tiếng. Nghe công an báo về là hiện mẹ nó vẫn đang nằm ở trên đường ngã tư Sở. Khổ. Mọi người cũng đang đợi con thương về để đến xem nó thế nào. Nghĩa tử là nghĩa tận. Chỉ thương con bé bây giờ không biết bám víu ở đâu. Cô giáo nghẹn ngào câm lặng. Một người lên tiếng. Hay là chúng ta đến đó luôn? Cũng là để cho nó nhìn mệt mẹ lần cuối có được không mọi người? Chứ để đây nó gào khóc thế này cũng tội nghiệp. Chẳng ai nói hết câu nào và tất cả đều đồng ý. Vậy là họ lục đục chuẩn bị xe pháo và phóng đến chỗ mẹ nó bị tai nạn. Cô Hoa phải ngồi sau xe cô giáo để ôm nó. Phòng khi nó khóc nhiều quá mà ngã ra đường. Đến nơi nó thấy người bu đông bu đỏ. Mấy người đến nói với các chú công an. Họ lưỡng lự một lát rồi mới cho vào. Trước mặt nó là hình ảnh một người được phủ chiếu kín mít. Chỉ nhìn không đã thấy hãi rồi. Nhưng lúc này không biết sức mạnh từ đâu khiến nó vùng khỏi tay mấy cô, rồi lao vào cô giáo và hai ba người nữa níu lại. Tiếng hét của nó vang lên như một nhát dao cứ vào tim những người bên cạnh. Mẹ ơi mẹ, mẹ dậy với con. Rồi nó hất tay họ ra và lật tấm chiếu lên. Mẹ nó đang nằm đó, toàn thân đầy máu me bất động. Một điều kinh hãi nữa là mắt mẹ vẫn mở lớn như thể mẹ chết không cam lòng. Chết mà không tin là mình đã chết. Phải đến khi các chú công an kéo lại, kéo nó ra một chỗ dỗ dành thì nó mới chịu. Nhưng nó vẫn gào lên, đầy ai oán đau thương. Mẹ nó chết khi nó chỉ có 10 tuổi. Từ đó cuộc đời nó bơ vơ, cũng chẳng biết ông bà ngoại là ai. Khi công an cho đăng tin tìm người thân thì cũng không thấy ai đến nhận. Trong túi mẹ nó, họ chỉ tìm được một mảnh giấy ghi tên nó và địa chỉ là chợ Hoa Quảng Bá. Vậy nên họ mới gọi điện cho ban quản lý chợ. Và sau 3 ngày công an cũng đưa mẹ đi hỏa táng. Họ đưa lại cho nó hũ tro cốt, là thứ còn duy nhất của mẹ. Phải đến 1 tuần sau, nó mới nghe lời các cô các bác ở trong chợ Hoa gửi mẹ vào chùa. Và cuộc đời nó từ đó trở thành cô đơn. Mấy cô bác ở trong chợ ái ngại bảo nhau định gửi nó vào trại trẻ mồ côi, nhưng nó nhất định không đi mà muốn ở lại. Mà ở lại chợ Hoa thì nó lại còn nhỏ quá, chẳng có việc gì cho nó làm cả. Cô giáo chủ nhiệm thấy nó học giỏi nên đề nghị với trường xin học bổng cho nó. Nhưng còn việc nhận nuôi nó thì là bất khả kháng, vì cô đã có 2 con, vợ chồng lưng ba cọc ba đồng. Thành ra thương dù muốn cũng không thể đi học tiếp. Vậy là nó nghỉ ngang và lân la đi bê hoa phụ giúp cho những người đó. Tối đến lại về cái phòng của ban quản lý chợ cho hai mẹ con ở tạm trước kia. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi với một cô bé 10 tuổi cùng với lòng thương của mọi người. Vậy rồi ai cũng thêm thắt mỗi người một tí để cho nó đủ tiền ăn qua ngày. Đời nó lại rẽ sang một trang mới khi nó gặp anh.
chính xác là gặp vợ chồng anh đi mua hoa ở chợ. Hôm đó nhà anh mua hoa nhiều lắm, anh phải ôm hoa phụ vợ và nó cũng ôm hoa lên xe ô tô cho anh. Thấy nó dễ thương, anh mới quay sang hỏi bà bán hoa bên cạnh. Bà này lắc đầu thương cảm mà nói: khổ thân, mẹ nó mất rồi, bố chả biết là ai, gia đình bên ngoại cũng không biết, nên là nó đang phải ở đây với chúng tôi đấy. Ai cũng thương, được cái học rõ giỏi mà phải bỏ, hoàn lắm. Mỗi tội bé quá, chưa làm được cái gì nặng. Anh nghe vậy thì quay ra nói với vợ: em, chẳng phải nhà mình đang cần tìm một người giúp việc à? Hay là mình đưa nó về để lau dọn nhà cửa cũng được. Vợ anh nhìn nó một lúc lâu rồi ra chiều thông cảm và nói: này em bé, em có biết lau dọn nhà cửa không? Nếu làm được thì đi theo chị. Nhà chị chỉ có hai vợ chồng thôi, dễ lắm. Nó nghĩ một lúc rồi nghền cổ lên hỏi anh: dạ, thế nhà cô chú ở đâu ạ? Có gần đây không? Cháu muốn ở gần đây để đi thăm mẹ. Sao bảo mẹ mất rồi? Anh lên tiếng, cô Hoa đỡ lời: mẹ nó chết rồi, nhưng gửi cho cốt ở gần đây, nên nó muốn ở gần để đi thăm ấy mà. Rồi lại quay sang nói với nó: đi theo cô chú đi con, vừa đỡ vất vả, rồi lớn lên con vẫn có thể đến thăm mẹ được cơ mà. Rồi mỗi người thêm một câu, anh chị cũng gật đầu khích lệ. Vì mẹ thương đã mất, giờ không còn ai nương tựa, lại chẳng biết quê quán ở đâu. Tuy vậy, là một người hiểu biết, nên bằng vẫn phải lên phường làm thủ tục xác nhận thương là trẻ vô gia cư, có hoàn cảnh đặc biệt, nên vợ chồng anh muốn đưa cô bé về nuôi. Nói thì dễ, nhưng để đúng thủ tục pháp lý thì phường lại phải thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tin lên mạng để tìm người thân cho thương. Tận 3 tháng sau, không thấy có người đến nhận, họ mới đồng ý cho vợ chồng anh đón thương về, sau khi thực hiện cam kết tuyệt đối không xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em. Rồi anh còn phải nộp đầy đủ các loại giấy tờ, hộ khẩu, chứng minh. Khi tất cả các điều kiện hội tụ đủ thì vợ chồng anh mới được đón cô bé về. Vậy là nó đi theo anh từ dạo đó. Phải công nhận, đó là một ngôi nhà rất đẹp và sang trọng. Cái gì cũng đẹp, và nhiều thứ thì rất lạ, nó cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Cả vợ và anh đều đi làm một xe hơi. Sáng sáng anh đều chở vợ trên chiếc xe. Nó nhìn thấy ngưỡng mộ lắm, đúng là người giàu quá khác. Ăn uống xong mọi thứ đều phải đổ đi hết, chứ không có ngon, để dành đến bữa ngày hôm sau. Có ở đây nó mới biết là nhà anh không chỉ có mình nó là người lạ, mà còn có một cô giúp việc tầm 40 tuổi. Nhưng có lẽ nhà gần nên chỉ làm việc bán thời gian, và cô chính là người nấu ăn cho gia đình. Mới đầu nó gọi anh chị là cô chú, nhưng sau anh gõ vào đầu nó và bảo: gọi là anh chị thôi, gọi là cô chú già lắm. Thế là nó nhoẻn miệng cười và gật đầu nghe theo. Con bé này đúng là ngoan, nhìn nó thông minh xinh xắn, và ai cũng nghĩ là nó được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, trừ khi họ nhìn vào bộ đồ soàng xĩnh nó mặc trên người. Hôm sau đi làm về, chị đưa cho nó một đống đồ mua sẵn, nhìn cũng không phải là xịn, nhưng đẹp hơn đồ nó đang mặc nhiều. Nó cảm ơn chị rồi tít mắt cười, nhìn nó thật là đáng yêu. Cô giúp việc cứ luôn mồm khen nó dễ thương, mỗi khi đến làm cô lại mang theo ít bánh kẹo ở nhà cho nó. Cô nói là con gái út của cô cũng bằng tuổi, nhưng chẳng biết làm gì cả, chỉ việc ăn và học thôi. Cô cứ vừa nói chuyện với nó vừa thoăn thoắt làm đồ ăn. Phải công nhận cô nấu nướng rất ngon. Nó vừa lau dọn nhà cửa, vừa hít hà mùi thơm tỏa ra từ nồi thức ăn trên bếp. Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ chiều là cô đến, chơi với nó một lúc thì vợ chồng anh về, và cô lại nhận lấy một túi đồ ăn từ siêu thị mà đã mua sẵn để cho cô chế biến. Xong xuôi đâu đó 7 giờ cô về. Ngày nào cũng như ngày nào. Đó là lịch bất di bất dịch. Chỉ thứ bảy và chủ nhật là cô mới phải đến nấu ăn cả ngày mà thôi. Giờ có thêm nó nên thức ăn buổi tối cô nấu dư một phần để trưa hôm sau đó hâm lại. Buổi sáng thì có cái gì ăn cái nấy, vì vợ chồng anh cũng không ăn ở nhà. Nó đến được một thời gian
thì buổi tối thay cô rửa bát, nên cô chỉ nấu ăn xong 6 giờ là đã được về rồi. Đúng là nhà giàu sướng thật, cái gì cũng thuê mướn và phóng cho người giúp việc hết. Chị Chu bảo nó là đi làm cả tuần rồi, về đến nhà là lúc phải nghỉ ngơi và làm đẹp. Chẳng vậy mà chị đẹp đến thế. Vì chị chả bao giờ phải động tay động chân vào cái gì cả. Tối đến, thi thoảng vợ chồng lại rủ nhau đi xem phim. Sáng chủ nhật hàng tuần thì chị đi spa để chăm sóc sắc đẹp. Lạ một điều, nó thấy anh chị giàu như vậy mà chẳng có con cái gì cả. Có đôi lần nó có nghe anh chị cãi nhau vì chị không chịu đẻ. Những lúc như vậy, họ thường đóng cửa trong phòng, nhưng nó vẫn nghe thấy. Vì có lần chị đập phá đồ đạc chỉ vì bất đồng quan điểm với anh về việc sinh con. Và cuối cùng nó lại được gọi lên để dọn dẹp. Nó thấy anh buồn lắm. Và nó bỗng thấy thương anh. Hôm nay cô giúp việc đến nhà mà không làm gì cả. Vì anh chị dẫn nhau ra ngoài ăn. Chị bảo cô chỉ việc nấu cho nó ăn thôi. Rồi họ đưa nhau ra ngoài. Nó lại lên la đến gần cô và hỏi. Cô ơi, cô chỉ cho cháu cách nấu ăn đi. Để thi thoảng cháu sẽ phụ cô nấu nướng. Vậy nó tíu tít ở bên cô. Được cái nó là đứa thông minh và sáng dạ, nên tiếp thu rất nhanh. Cô chỉ bảo chục ngày nữa là nó có thể nấu được những món ăn đơn giản. Có lần nó hỏi. Cô ơi, sao nhà anh bằng giàu thế mà anh không đẻ em bé nhỉ? Cô nhìn nó rồi chép miệng. Mày còn bé mà ăn nói như người lớn. Có nhiều cái mày chưa hiểu được đâu cháu ạ. Người lớn phức tạp lắm. Nhìn họ giàu có vậy mà chắc gì đã sướng. Thôi thì kệ họ, mình phản ô xin. Càng biết ít càng tốt. Thế là nó lại lặng im và không nói gì. Ấy vậy mà mấy tháng sau chị Hương có bầu thật. Khỏi phải nói, anh Bằng vui lắm. Còn chị thì trái ngược, suốt ngày nhăn nhó và hạch sách. Không hiểu sao nó có ác cảm với chị. Đúng là chị đẹp thật, nhưng nó thấy chị có kiêu kỳ làm sao ấy. Và đặc biệt nó thấy chị ghét người nghèo, ghét sự bẩn thỉu, giống như chị sinh ra là để cho người khác phải phục vụ. Và chị chỉ có mỗi việc là làm đẹp, nâng niu bản thân thôi vậy. Chị có bầu được 4 tháng thì mới thấy bụng hơi lên lây một chút. Nó nghe người ta nói phụ nữ có bầu thì phải ăn uống bồi dưỡng nhiều. Nhưng chị vẫn cứ ăn uống khảnh khót như ngày còn son dỗi. Chị chỉ uống sữa dành cho bà bầu thôi, mặc kệ cho anh dỗ dành cưng nựng, xong chị đều để ngoài tai. Có hôm đích thân anh mang một tô gà hầm thuốc bắc lên tận phòng cho chị mà chị chả thèm ăn. Lại còn nói, nếu mà anh không ăn là chị đổ luôn. Chị nói ăn nhiều con to khó sinh, tốt nhất chỉ nên ăn vừa đủ. Bữa đó nó lại thấy anh chị cãi nhau. Chị lần này không giữ ý gì cả mà bù lu bù loa lên khóc và kể tội anh. Nào là chị lấy anh khổ quá không được bay nhảy với bạn bè. Nào là anh nuốt lời hứa khi bắt chị phải đẻ. Rồi thì đủ thứ lý do mà chị cho là không hợp lý được chị lôi ra. Anh mới đầu còn phân tích này nọ. Lát sau nó thấy anh im lặng để cho mình chị nói. Đúng là thế giới của người lớn phức tạp thật. Nó thấy anh là người tốt, đáng được hưởng hạnh phúc. Vậy mà chị cứ tìm cớ hạch sách anh đủ điều. Đúng là co voi đầu tiên. Cuối cùng cũng đến ngày chị khai hoa nở nhụy. Vì có điều kiện nên chị đi đẻ ở bệnh viện quốc tế. Anh thực sự là một ông bố bỉm sữa đúng nghĩa khi tất bật hết phục vụ vợ lại pha sữa cho con. Nó cũng muốn giúp anh lắm. Nhưng chị không đồng ý và bảo nó không học được nhiều. Sợ pha không đúng tiêu chuẩn thì hỏng hết. Thế là nó chỉ việc giặt rũ và làm những việc chị sai mặt thôi. Chị sợ xấu nên nhất quyết không cho con bú, mặc cho anh ra yêu sách này nọ. Mẹ chị cũng đến chăm con được mấy ngày viện rồi về, và chỉ có anh là khổ. Một ngày nọ chị bảo nó, em muốn bế em bé không? Nếu muốn bế thì phải gửi trùng tay sạch sẽ rồi mới được bế. Mấy nữa bé Lily cứng cáp chị sẽ giao cho em. Tưởng chị nói chơi, ai dè là nói thật. Lily được 1 tháng thì nó đã được huấn luyện để bế em bé. Thay tã và giúp bé ngủ, Lily cũng được ngủ ở phòng của nó. Nó trở thành người giúp việc kiêm bảo mẫu thật sự. Không biết có vẻ mụ dạy hay không mà em bé có vẻ bện hơi nó lắm. Lớn lại càng quấn nó hơn. Hễ cứ thấy chị thương ở đâu là tét miệng ra cười, làm cho anh cũng yên tâm.
Chị Hương đúng là người sinh ra chỉ để làm đẹp. Mới đẻ được một tháng là chị đã đi tập yoga để giữ dáng và cũng để nhanh chóng trở lại dáng vẻ xinh đẹp ngày nào. Hình như câu nói gái một con trông mòn con mắt. Đúng với chị thì phải, nhưng có lẽ lại là một tai họa mà anh không biết. Năm bé Lily được 2 tuổi, nhà anh xảy ra chuyện. Anh phát hiện ra chị có bồ, chị cặp với chính tay giám đốc của mình và hai người liên tục hẹn hò nhau đi nhà nghỉ. Và mới đây chị còn có chuyến đi công tác dài ngày Nha Trang. Song thực ra là họ đưa nhau đi nghỉ dưỡng. Anh nghe phong phanh tin này từ một người em thân thiết cũng làm cùng công ty chị. Và mặc dù không tin, nhưng anh cũng phải chấp nhận sự thật khi thám tử cung cấp đầy đủ chứng cứ về sự ngoại tình của chị. Anh câm lặng từ ngày hôm đó. Nó thấy anh chẳng hề to tiếng với chị, nhưng anh buồn lắm. Anh ít nói, ít cười kể từ khi phát hiện ra cái sự thật đau lòng kia. Từ hôm ấy nó thấy anh bắt đầu về nhà trong trạng thái say xỉn. Anh có vẻ chán trường khi tổ ấm bị lung lay và có nguy cơ tan vỡ. Trái với suy nghĩ của nó, anh chị không ầm ĩ như những cặp vợ chồng khác, mà họ chỉ ngấm ngầm chỉ chít nhau thôi. Chị có vẻ không thay đổi mà vẫn cứ bất chấp mọi lời khuyên ngăn của anh. Hôm đó nó thấy anh ngủ riêng, anh ôm gối ra phòng bên cạnh ngủ và họ chính thức ly thân từ dạo ấy. Nhà chỉ có 4 người kể cả nó mà luôn ở trong trạng thái ngột ngạt vô cùng. Chỉ có nó và Lily là hay đùa với nhau, còn anh chị đã ở 2 thế giới khác. Nửa năm sau, lúc này Lily đã được 2 tuổi rưỡi và nó cũng đã tròn 14 tuổi. Ở đây được 4 năm thì anh chị ly hôn. Nghe đâu anh đã phải chia một nửa gia sản cho chị để chị dọn ra khỏi nhà. Nhưng điều đặc biệt nó thấy là chị chỉ đi một mình cùng với 5 cái vali quần áo, còn bé Lily thì ở lại với ba. Chị đi mà không thèm chia tay con với một cái. Đi như trốn chạy, chị như bỏ mặc tất cả. Vào đúng lúc Lily ở trường mầm non không có nhà, trước khi đi chị chỉ dặn nó: em ở lại, chịu khó chăm sóc cho Lily. Dạo này trổ mã ra phết rồi đấy nhỉ, biết đâu. Chị bỏ lửng câu nói, nhìn nó nhếch mép một cái đầy ẩn ý, rồi leo lên một chiếc xe xế hộp đang chờ sẵn. Nó níu lấy tay chị khẩn khoản. Chị Hương, chị lại đi mà. Bé Lily nó cần chị. Nhưng chị đã gỡ tay nó ra và dứt khoát nói: chị đi đây, em cố gắng chăm sóc Lily. Từ ngày chị đi đến giờ đã nửa năm mà chưa một lần quay lại. Chẳng hiểu chị làm mẹ kiểu gì mà trái tim sắt đá đến thế. Mới đầu bé Lily cũng khóc đòi mẹ suốt, nhưng trẻ con cũng mau quên. Được ba và chị thương dỗ dành, thế là bé cũng nguôi ngoai dần nỗi nhớ và không còn đòi mẹ nữa. Không biết từ bao giờ nó bỗng thấy mình thực sự lớn lao, không chỉ có một mình mà còn cần cả cho những người khác nữa. Ít ra là với Lily. 3 năm sau, lúc này Lily đã được 6 tuổi, bắt đầu vào lớp 1. Nó cũng trở thành một cô gái 17 tuổi. Nó tự thấy mình trong gương và cảm thấy ngạc nhiên vì không nhận ra sự thay đổi của xuất diện. Trong gương nó thấy một cô gái đẹp đang nhìn mình chân chối. Cô gái có cái miệng với cái môi hình trái tim, hàm răng trắng đều tăm tắp như hạt bắp. Cái cằm chữ V quyến rũ và đôi mắt bồ câu to tròn như hồ thu gợn sóng. Hai má hồng hồng như trái bổ quân đang độ chín. Khuôn mặt trái xoan thanh tú làm cho nó cũng phải ngạc nhiên khi biết bản thân mình đã thay đổi. Nó thực sự đã trở thành người lớn. Từ hôm nay nó không còn là cô nhóc ngày nào nữa. Cô hậu giúp việc cũng phải tròn mắt trầm trồ khen nó đẹp. Một điều thay đổi lớn hơn nữa là từ nay cô cũng không còn phải đến đây nấu ăn mà nó sẽ làm thay cô việc ấy. Nhận tiền thanh toán từ anh, cô chia tay nó để về. Trước khi đi cô còn lưu luyến nắm tay nó và nhìn nó từ đầu đến chân rồi tấm tắc khen. Xinh gái quá con ạ. Cố phải giữ mình nhé. Đời nhiều cạm bẫy lắm. Mong là con sẽ vượt qua được tất cả và có một tương lai tốt đẹp phía trước. Cô về đây. Nó tiếc nuối chia tay cô. Nó biết đời nó từ nay sẽ đổi sang một trang mới. Nó để ý thấy anh hay lén nhìn rồi lại nhanh chóng quay đi. Từ dạo anh chị ly hôn, anh cũng không còn say xỉn nữa mà chuyên tâm vào công việc và lo cho con gái. Công việc cuốn anh đi theo vòng xoay của cuộc sống. Bỗng một ngày anh thấy có một sự thay đổi không hề nhẹ trong gia đình.
Một sự thay đổi từ cô gái mà anh đưa về cách đây đúng 7 năm. Từ một cô nhóc 10 tuổi, nay đã trở thành một cô gái bẻ gãy sừng trâu. Giờ anh mới thấy, để ý và thấy mình thật là vô tâm. Cô thực sự đã lớn rồi. 3 năm rồi anh cô đơn, cô chưa thấy anh yêu ai cả. Cũng chưa thấy có một người phụ nữ lạ nào đến đây. Bỗng dưng cô thấy sợ. Sợ cái ngày phải chứng kiến anh cưới thêm một người phụ nữ khác. Những ý nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu như trêu ngươi cô. Cô thấy mình thật là vô duyên vì cái suy nghĩ điên rồ ấy. Cô đã là gì chứ? Một con bé mới lớn không có gia đình, không có người thân, không tất cả mọi thứ mà đòi tơ tưởng đến anh à? Có chăng chỉ là một giấc mơ hão huyền, đỉa mà đòi đeo chân hạc thôi. Nhưng cô cũng đã có trái tim. Cô lại là một cô gái tâm lý và nhạy cảm. Chẳng biết từ bao giờ cô đã thầm yêu anh. Một thứ tình cảm vụng dại e ấp mà cô chỉ dám giữ riêng trong lòng. Cô thấy trái tim mình rung động. Nó cứ đập lên những nhịp hối hả khi nhìn thấy anh. Anh đã làm cho con tim thiếu nữ của cô thổn thức. Anh đã vương bụi vào đời cô. Lần đầu tiên biết yêu và mối tình câm lặng ấy chỉ bắt nguồn từ phía cô. Một mối tình đơn phương đầy mơ ước. Và rồi một ngày nhà anh có khách, làm cô gái đẹp. Có lẽ đó là bạn gái của anh. Anh đưa mắt nhìn cô và nói nhỏ: chuẩn bị nước và trái cây, mang lên phòng khách cho anh nhé. Dạ vâng. Cô ấy là bạn gái của anh ạ? Cô đánh bạo cất tiếng hỏi. Đúng ra cô không được phép, nhưng trái tim thôi thúc khiến cô bật lên sự thắc mắc. Tưởng rằng anh sẽ nhăn mặt vì bực bội, nhưng anh chỉ cười và nói rất nhanh: cô chỉ là bạn của anh thôi. Cô chuẩn bị những thứ đó rồi bưng lên phòng khách, gật đầu chào chị kia một cái và lui ra. Cô thấy chị ta nguýt dài một cái và hỏi anh: oxy nè anh. Cô im lặng chờ nghe tiếng trả lời và cô đang ngỡ ngàng khi nghe anh nói: không phải, cô em họ của anh. À, em tưởng oxy. Họ hàng thì được, chứ nếu ô xin thì phải ngay từ đầu, thay luôn đi. Chứ từ ô xin mà lên bà chủ mấy hồi. Giờ các ông chủ gian lắm, anh cũng vậy, em không tin được. Trái tim cô vụn vỡ và đau nhói. Thì ra, đúng như linh cảm của cô, họ là một đôi, và cô kia đang chứng tỏ quyền sở hữu của mình. Bỗng dưng cô ghét cay ghét đắng người con gái đó. Nếu anh cưới cô về đây thì cô sẽ là người ra đi chứ không thể ở lại. Cô này chưa gì mà đã có một thái độ phách lối như vậy. Giả sử cô có ở lại cũng sẽ làm cho người ta khó chịu thêm thôi. Buổi tối hôm ấy cô cho Lily ăn mà đầu óc cứ để đi đâu. Cô làm rơi đũa mấy lần khiến con bé ngạc nhiên và hỏi: cô thương ơi, cô nhớ ai à? Sao cô không ăn? Ba con nói cô có thể ăn cùng con cơ mà. Cô cứ là người ăn cuối cùng như vậy, con không vui đâu, ba còn lâu mới về. Rồi cô bất chợt hỏi con bé: mai mốt ba lấy vợ về đây, Lily sẽ có mẹ đấy, có thích không? Không, con không thích đâu. Con ở với cô quen rồi và con không cần phải có mẹ nữa. Mắt cô ở ngợn nước vì những lời nói ngây thơ của con bé. Nó yêu cô hệt như cô yêu nó vậy. Chỉ tiếc là với anh, cô chỉ là một đứa ô xin không hơn không kém mà thôi. Anh đã cứu rỗi tâm hồn cô, đã giang tay kịp lúc khi cô đang trơ trọi một mình. Anh là ân nhân và cô không được phép quên điều đó. Giá như có một phép màu, cô sẽ ước được thế vào chỗ trống kia, được là một nửa của anh và được trở thành bà chủ của cái nhà này. Cô sẽ cùng anh chăm lo cho con gái, cùng anh gây dựng tương lai và cùng anh sinh thêm những đứa con thông minh đẹp đẽ. Rồi cô lại tự lắng mình là trèo cao thì có ngày té đau. Cô phải biết thân phận của mình và phải biết mình là ai chứ. Nhìn cô tư lự, nước mắt tràn mi. Lily ngạc nhiên lắm. Đây là lần đầu tiên nó thấy cô khóc. Từ khi hiểu chuyện, nó thấy thương cô. Cô có vai trò quan trọng đối với nó chỉ sau ba mà thôi. Con người mà nó gọi là mẹ giờ chả biết lưu lạc ở đâu. Từ ngày mẹ bỏ ba nó đi, có khi nào mẹ bước chân về nhà thăm lấy một lần đâu. Có đôi lần bà ngoại cũng qua đón nó về chơi, nhưng đến nhà ngoại nó cảm thấy trống vắng.
nên lại đòi về. Nó thích ở với cô Thương hơn. Trong suy nghĩ non nớt của nó thích ba lấy cô làm vợ. Cô Thương vừa trẻ, đẹp, lại yêu thương nó vô điều kiện. Và từ lâu cô đã là một thành viên trong gia đình nhỏ bé này rồi. Nhất định tối nay ba về và nó sẽ nói chuyện với ba. Tối hôm đó anh về muộn, nhìn thấy mâm cơm vẫn được úp lồng bàn gọn gẽ trên bàn ăn, anh khẽ mỉm cười. Cô khóa cổng bước vào, đỡ lấy cái túi laptop ở trên tay anh và nói nhỏ. Anh ăn cơm đi ạ, để em hâm lại đồ ăn cho nóng. Thôi, anh ăn ở ngoài rồi, em dọn đi giúp anh. Rồi anh nhìn cô một cái thật là lâu. Bây giờ anh mới thấy cô thật là đẹp. Đẹp một cách lạ lùng, đầy quyến rũ. Không có màu mè, không chỉnh sửa tô vẽ. Vậy mà cô vẫn đẹp một cách nao lòng. Mà sao bây giờ anh mới nhận ra nhỉ? Không tin vào mắt mình, anh đưa tay lên rụi, rồi đi nhanh lên lầu. Anh không được sao lòng vì anh đã có Lan Thi. Lan Thi của anh cũng đẹp mà. Đúng vậy, Thương chỉ là một cô gái giúp việc. Không phải anh khinh thường cô, nhưng chưa bao giờ anh để trái tim mình lạc lối. Hãy cứ để mọi chuyện như hiện tại thì tốt hơn. Anh cởi đồ đi tắm rồi nằm dài ra giường. Đoạn đi sang phòng con gái xem nó học hành ra sao. Nhìn hai cô cháu vẫn đang dạy nhau học thì anh mới yên tâm mà đi ra. Phải công nhận, Thương là một cô gái thông minh. Nếu cô được sinh ra trong một gia đình đầy đủ cha mẹ, thì chỗ đứng của cô không phải là như thế này. Anh tiếc cho cô, nhưng mỗi người sinh ra đều được số phận an bài, và chẳng ai có thể thay đổi được số mệnh. Không biết từ bao giờ anh lại tin vào số phận và cứ tự an ủi mình như vậy mỗi khi gặp bế tắc. Về phòng, thấy điện thoại đổ chuông, anh vội cầm máy. Đầu dây bên kia tiếng Lan Thi nhõng nhẽo cất lên. Anh đi đâu? Mà em gọi mãi không được đấy. Đừng có bảo là tâm hồn đang đi hoang cùng với con nhỏ nào nhé. Em mà thấy là chết với em đấy. Có gì đâu. Anh sang phòng con gái thôi mà. Xem cô nhỏ học hành thế nào. Thế cái con bé kia không đảm nhiệm được cái việc còn con ấy à? Em là em ghét nhất cái vụ người nhà. Thuê quách người ngoài cho nó sướng. Vừa dễ sai lại không sợ mất lòng. Mai mốt em về em thay hết. Rồi thêm một hồi xoa dịu nữa cô mới hạ hỏa mà nói chuyện bình thường với anh. Đúng là phụ nữ phức tạp. Ở bên Lan Thi, anh thấy mình không thoải mái như lúc đầu anh tưởng. Cô luôn muốn kiểm soát và ghen tuông thái quá, khiến anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đôi khi mệt mỏi, anh lại nghĩ, có lẽ nào tránh mỏ dưa gặp vỏ dừa hay không? Lúc nào anh cũng sợ cô giận, rồi phải liên tục giải thích. Mỗi khi gọi điện thoại cũng không dám cúp máy trước. Giết rồi anh cảm thấy lù túng khi ở bên cô, nhưng mà bảo chấm dứt mối quan hệ này thì không thể. Giá như Lan Thi ân cần và tâm lý như Thương thì anh sẽ hạnh phúc biết mấy. Chẳng hiểu vì sao, sau mọi suy nghĩ thì Thương vẫn là một cái đích cuối cùng mà anh đang nghĩ tới. Đang nằm suy nghĩ miên man thì một bước chân lon ton đi vào. Và Lily, cô bé trèo lên giường ba và lý lắc nói. Ba ơi, ba định cưới cái cô hôm nọ đến nhà mình à? Con có thích cô ấy không? Để ba lấy cô ấy. Cô sẽ thay mẹ chăm sóc cho con. Không, con thích cô Thương cơ. Sao ba không cưới cô Thương ấy? Cô vừa đẹp lại dễ thương. Con không đồng ý cho ba lấy cái cô mới gì đâu. Ba mà lấy cô kia, con phát xít rồi đấy. Con nói bé thôi, không có Thương cô cười cho bây giờ. Cô không nghe được đâu. Nhưng mà ba mà không nói sớm với cô ấy, cô mà đi lấy chồng thì làm sao? Cô không ở nhà mình nữa. Con thích cô Thương, ba cưới cô đi ba. Đúng là trẻ con thật đáng yêu. Chúng có thể nghĩ gì và nói ngay thứ ấy. Không hề rào trước đón sau. Anh biết Thương có một vai trò rất quan trọng và hình ảnh cô đã in sâu vào tâm khảm con bé. Đêm đó anh lại mất ngủ. Và phòng bên kia Thương cũng không ngủ được. Chỉ có Lily là ngủ một cách ngon lành. Và đúng là chỉ có tuổi thơ là lứa tuổi đẹp nhất, vô tư nhất của đời người thôi. Cô lại nghĩ tới những lời cô bé nói với ba hồi nãy.
khi cô vô tình đi ngang qua. Lily đã làm cho cô xấu hổ vì nó đã cùng chung ý nghĩ với cô. Chỉ có anh là vẫn cứ đắm say người ấy. Anh vẫn luôn coi cô là một cô bé giúp việc thôi. Từ khi lớn lên, cô thấy mình có vẻ già dặn trước tuổi. Suy nghĩ những việc của một người phụ nữ có gia đình hơn là một cô gái đang ở độ tuổi trăng tròn. Mới lần đầu biết yêu, đã gặp phải một cuộc tình đơn phương không có lối thoát. Lại thêm một năm nữa trôi qua. Giờ cô đã 18. Lứa tuổi đẹp nhất của thời con gái. Cái tuổi thanh xuân đầy mộng mơ và hoài bão. Nhưng cô làm gì có hoài bão khi mới đang học giờ lớp 5. Chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi. Nhưng liệu nó có thành hiện thực thì chỉ có trời mới biết. Cô bắt đầu thấy xấu hổ trước anh và để ý đến dung mạo của mình nhiều hơn trước. Đôi khi cô cũng bắt gặp ánh mắt khác lạ của anh nhìn cô thoáng chốc. Rồi anh liền quay đi để cho cô một tâm trạng bồi hồi sao xuyến. Cô cứ chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man cho đến khi đôi mắt mệt mỏi cụp xuống, thì lúc này đã là 1 giờ sáng. Hôm sau cô nhoáng nhoáng mở mắt khi thấy tiếng chuông báo thức của điện thoại. Mọi lần cứ đến tầm này là cô dậy và lao vào bếp như một thói quen. Chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lily. Cô đi xuống bếp, ngang qua phòng anh thấy vẫn yên ắng, chứng tỏ anh chưa dậy. Chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lily để lát ba chở cô đi học. Cô đi lên phòng giục bé đánh răng rửa mặt. Đoạn cầm sang cho anh một bộ quần áo mới ủi thẳng thớm và nhỏ nhẹ. Đây là đồ của anh. Hôm nay em nấu phở rất ngon, mời anh xuống ăn. Được rồi, cảm ơn em. Anh ăn ngon lành và tấm tắc khen cô nấu ăn ngon. Miệng mỉm cười e thẹn. Cô không đáp lại, mà chỉ lặng lẽ. Xúc cho Lily ăn, anh cười và nói. Em khéo tay lắm. Cứ thế phát huy nhé. Mai mốt người nào mà lấy được em thì không bao giờ phải lo về khoản bếp núc. Lily bỗng nói to. Sao ba không cưới cô Thương? Để hàng ngày cô nấu cho con ăn. Con thích cơm cô nấu cơ. Con không được nói chuyện người lớn. Con phải học thật giỏi ba mới thương nghe chưa? Cô bé phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng. Nó ngích mặt lên và nói với ba. Nhưng con không đồng ý cho ba lấy cô Lan Thi đâu. Cô không thương con. Một nét buồn hiện ra trên mặt anh. Xoa đầu Lily cứu nguy cho anh. Con đừng có nói như vậy. Ba buồn. Dù ba lấy ai, thì người đấy cũng thương con mà. Anh đưa ánh mắt đầy cảm kích nhìn cô như biết ơn. Chiều đó anh về sớm hơn một ngày, đưa cho cô một cái túi sách và nói. Anh mua cho em đây này, bộ đồ này sẽ rất hợp với em đấy. Dạ thôi, em ngại lắm ạ. Em vẫn còn nhiều đồ mà. Bộ này anh chọn đấy cô, mặc đi. Anh ngượng chín mặt khi bị con gái bóc phốt. Ừ nhỉ, nếu không nhờ có Lily gợi ý, thì anh đâu có món quà này cho cô. Tối đó ăn uống xong xuôi, anh chở Lily đi chơi. Không cần nói, thì cô cũng biết anh đưa cô bé đi chơi cùng người ấy. Lúc đi, con bé cứ năn nỉ ba cho cô Thương đi cùng, nhưng cô phải từ chối khéo để cho anh đỡ ngại. Mãi cô nhỏ mới chịu leo lên xe của ba. Chiếc xe khuất bóng. Cô liền đóng cửa lại và bưng mặt khóc. Cô cảm thấy tủi thân vì biết mình thừa thãi. Cô chỉ đứng bên lề cuộc sống của anh. Cô chỉ là một con ô xin thấp hèn thì đâu dám đòi hỏi. Cô đau vì thấy mình càng ngày càng bị ý đầy xa anh. Anh cứ như là một thế giới khác, một thứ đồ quý mà cô không được phép chạm vào. Tình yêu ơi, sao ác với ta quá vậy? Trong căn nhà rộng thanh thang, chỉ có một mình cô lẻ loi đơn chiếc. Cô cứ nằm trên giường và nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Giờ bàn tay vô thức bật tivi lên xem. Trên kênh đang chiếu một bộ phim tình cảm mà cặp nam nữ chính cũng trải qua rất nhiều thăng trầm. Nhưng cuối cùng, họ cũng nắm tay nhau hạnh phúc. Nữ chính có phần nào giống với cô, song hoàn cảnh của cô ấy còn sáng sủa và may mắn hơn Thương, vì tuy nhà nghèo nhưng vẫn có đầy đủ gia đình, cha mẹ, còn cô. Hôm ấy đúng 12 giờ,
hai ba con mới về đến nhà. Lily khoe với cô mấy chiếc váy mới bảo là cô Lan Thi mua cho. Khi theo cô vào phòng ngủ, cô bé chợt nói giọng buồn buồn và tiếc nuối. Cô ơi, ba con sắp đưa cô Thi về ở cùng rồi đấy, cô có vui không? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện ngắn có tựa đề Nếu Em Là Người Tình, được viết bởi tác giả Việt Nga, một vị tác giả quen thuộc trên kênh Gác Truyện. Và chúng ta hãy đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt